Hello, xin chào chung các bạn đến với VIA Academy. Mình là Zino từ VIA Studio. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm image slideshow ở trên OBS. Thì trước tiên chúng ta bật OBS lên nha. Ở đây thì các bạn chuột phải vào mục Show, chọn Add, chọn Image Slideshow. Để nguyên cái tên như vậy cũng được. Ở đây thì mình sẽ giải thích từng mục cho các bạn hiểu. Thì cái mục Visibility Behavior có nghĩa là những chế độ của cái slideshow này. Bây giờ cái mục hiện tại mình đang chọn là Always Play Even When Not Visible, nghĩa là luôn luôn cái slideshow này nó sẽ luôn chạy kể cả khi nó không xuất hiện. Còn chế độ thứ hai là dừng khi không xuất hiện và restart lại từ đầu khi xuất hiện. Còn chế độ thứ ba là play lại khi không xuất hiện và tiếp tục chạy khi xuất hiện. Nó khác nha, cái nó khác cái trên nha. Cái trên là dừng luôn và restart lại từ đầu, còn cái dưới là dừng ở ngay chỗ đó và đi tiếp khi mà xuất hiện lại. Thì đó chính là ba cái mode chạy của cái slideshow này. Mình muốn hướng dẫn cho mọi người biết cái slide mode ở đây là automatic. Automatic là gì? Là nó sẽ tự động. Thì thường là mọi người sẽ chỉnh cái này tại vì không ai rảnh mà nhấn hotkey để mà chuyển qua cả. Hoặc là nếu như các bạn muốn hay hơn thì các bạn dùng hotkey. Nhưng mà hotkey thì các bạn phải set trong hotkey. Nhưng mà bình thường thì chúng ta chỉ để slide mode này, chúng ta để automatic, nó sẽ tự động chuyển chúng ta qua một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển luôn. Còn cái transition đó chính là chuyển cảnh. Hiệu ứng chuyển cảnh thường hay dùng là slide hoặc là swap, nó sẽ lướt qua lướt lại đó các bạn. Còn fade cũng được. Thì xíu nữa mình sẽ cho các bạn thấy cái mấy cái hiệu ứng này sau. Còn cái time between slide millisecond, đó chính là cái khoảng thời gian giữa các tấm hình với nhau. Ví dụ như các tấm hình, các bạn có hai tấm hình thứ nhất và tấm hình thứ hai. Thì khi tấm hình đầu tiên xuất hiện, thì ở đây nếu mà là 8000 thì 8 giây sau tấm hình thứ hai sẽ xuất hiện. Thì ở đây nó làm đơn vị là millisecond, có nghĩa là ví dụ như 10 giây thì các bạn đánh trong đây là 10000. Còn nếu như là 2 giây thì các bạn đánh đây là 2000. Đó, các bạn cứ nhân lên ngàn thì nó sẽ ra con số mà các bạn cần phải đánh. Transition speed ở đây thì các bạn chỉnh cho mình là 700 cũng được hoặc 500 cũng được. Đó, đây chính là cái tốc độ chuyển cảnh. Tốc độ của cái chuyển cảnh đó các bạn, thì bình thường thì nó nhanh thôi, các bạn chỉ cần khoảng 500 là vừa rồi. Tại vì các bạn không cần, cái lúc mà nó chuyển cảnh giữa hai tấm hình đó, các bạn cũng không cần phải để lâu làm gì đâu. Mình thấy cũng không có gì đặc biệt cả. Ở đây các bạn check vô O-loop. O-loop này là gì? Là khi mà các bạn có rất nhiều hình và các bạn chạy hết tất cả tấm hình. Ví dụ như các bạn có 10 tấm hình và các bạn chạy từ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và đến tấm thứ 10, nếu như các bạn check vào O-loop thì nó sẽ tự động quay lại tấm thứ nhất và tiếp tục chạy đến tấm thứ 10 và cứ làm như vậy liên tục. Còn nếu như các bạn không check thì khi mà tới tấm thứ 10 nó sẽ tắt luôn. Thì đó, các bạn sẽ biết được chức năng của cái này. Còn ở đây thì ẩn đi khi mà slideshow đã hoàn tất. Thì nếu mà các bạn check ô này thì các bạn nên bỏ check ô này khi nếu như các bạn muốn. Thì khi mà nó chạy hết 10 tấm hình thì nó sẽ tự động tắt luôn. Còn random playback có nghĩa là ví dụ như các bạn có 10 tấm hình và nó đặt ra thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà nếu như các bạn check vào ô này thì nó kiểu như nó sẽ không có thêm một cái quy tắc nào cả và nó sẽ pick random bất kỳ tấm hình nào ở trong cái list hình của các bạn. Thì đó chính là chức năng của cái nút random playback. Còn cái folding size aspect gradient, cái này là chỉnh cái độ phân giải nha. Mình thường mình chỉnh automatic không à, để nó phù hợp với tấm hình hiện tại. Thì bây giờ ở cái mục image file này, các bạn click cho mình vào cái dấu cộng và các bạn chọn add file. Ở đây thì mình có rất là nhiều những cái tấm hình mình đã làm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ add tất cả những tấm hình này vào và mình sẽ cho mọi người thấy cái slideshow sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ các bạn nhấn ok của mình. Đây chính là cái slideshow của mình. Và đây các bạn đã thấy nó tự động chuyển qua. Đây, 10 giây nó sẽ chuyển một hình. Và cái tốc độ chuyển cảnh là 0,5 giây. Và cái chế độ chuyển cảnh đó chính là fade, nó sẽ mờ dần. Còn đây là chế độ chuyển cảnh swap. Còn đây là slide, lướt qua. Chế độ chuyển cảnh này mình khá là dùng khá nhiều trong cái OBS.
Và có vẻ như mình đã hướng dẫn xong cách làm email slideshow ở trên OBS. Và nếu như có vấn đề gì thì hãy comment ngay phía dưới giúp mình nha. Các bạn đã xem nội dung tại VIA Academy, mình là Zino từ VIA Studio. Và chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp lại bạn ở video sau nha.